Xin chào tất cả các bạn, mình là Quang, mình chuyên chia sẻ những kiến thức giúp bạn phát triển doanh nghiệp thành công nhanh chóng nhất trên nền tảng Internet. Và trong cái video này, mình sẽ chia sẻ các bạn này cách chúng ta tạo cái link bio của chúng ta bằng Elementor đó. Thì ví dụ này, như các bạn có những cái sử dụng những cái mạng xã hội ví dụ như là TikTok này, đấy thì các bạn sẽ có một cái phần link bio ở đây, đấy, chúng ta có thể click vào đây này để bạn thấy đấy này, vẫn mở này, đó. Thì nó sẽ ra một cái đường link, nó sẽ link bio là một link kết hợp tất cả những cái thông tin của bạn này, nó nằm ở trong một cái website, đấy nó nằm ở trong một cái website, ví dụ như là của anh Ken Review này chẳng hạn này, nó làm TikTok rất là nổi tiếng, thì sẽ chèn hết tất cả những cái thông tin này, ví dụ như là shop này, kênh YouTube, Facebook này, group này, đó, thì để các bạn nó kéo traffic đến những hoặc đây là những sản phẩm này, nó kéo traffic đến những cái sản phẩm chúng ta hoặc là những cái dịch vụ chúng ta hoặc là những cái sản phẩm chúng ta muốn làm thiết liên kết ở đây. Đó thì chúng ta có thể sử dụng một cái trang bio này, thì nó có rất là nhiều những công cụ giúp bạn để làm trang bio này. Thì video này mình hướng dẫn các bạn này cách chúng ta làm bằng trang bio này bằng cái công cụ Elementor. Đó, tức là chúng ta đã có sẵn một website rồi, các bạn chỉ cần cài Elementor vào thôi. Đó. Ở đây các bạn sẽ sau khi video này các bạn sẽ làm được cái bio như vậy này. Đó. Thì tức là các bạn có ví dụ như là TikTok này, Instagram này thì bạn để chèn một đường link thôi, và khi người ta click vào đường link đó thì nó sẽ có xuất hiện tất cả những nền tảng của bạn ở đây, thì người dùng có thể dễ dàng kết nối với bạn ở tất cả những nền tảng, hoặc là các bạn để đẩy traffic sang các nền tảng khác, ví dụ TikTok bạn để đẩy sang website, đẩy sang kênh YouTube, đẩy sang Facebook, nó đẩy sang những cái sản phẩm dịch vụ bạn muốn trao tặng chẳng hạn đấy, thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm này, rất đơn giản thôi. Đầu tiên ấy, các bạn cần có một website để bạn để có thể mua tên miền này, hosting này, thì mình có những video hướng dẫn rất chi tiết rồi nha. Cái video này mình sẽ vào luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần trang và các bạn sẽ vào phần thêm trang mới. Các bạn sẽ thêm một cái trang và chúng ta tạo ra cái trang bio của ta. Nó tổng hợp tất cả những cái link, những cái đường link, những cái mà chúng ta triển khai. Chứ tiêu đề bạn sẽ đặt tên cái trang của bạn thôi. Đó, ví dụ như là bạn ví dụ mình muốn làm cái trang về cá nhân thì có thể là viết chắc qua chẳng hạn này. Sau đó bạn sẽ vào phần đăng này, cần vào phần đăng. Rồi và bây giờ bạn sẽ click vào phần sửa với Elementor. Đó, thì các bạn nào chưa biết thì Elementor là một trong những cái công cụ nhé, giúp các bạn xây dựng website chỉ với trình kéo và thả thôi. Và trên kênh YouTube của mình ấy, có những video hướng dẫn rất chi tiết về cái Elementor này, các bạn hãy truy cập vào và các bạn theo dõi. Ok, thì đầu tiên này để chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta cần tạo ra một cái trang full hết ở đây. Thì để tạo trang full hết này bạn sẽ click vào phần bánh xe cài đặt này, nó có phần bố trí trang này, bạn click vào đây và các bạn sẽ chọn là Elementor Canva, thì nó sẽ mất đi cái phần phía trên này rồi đấy, các bạn sẽ cần cập nhật đấy, thì nó sẽ thành một cái trang trống như vậy. Và bây giờ chúng ta có thể tiến hành ta triển khai. Đầu tiên thì bạn có thể vào một dấu cộng đây này, bạn là click vào đây rồi thì bạn tạo ra một cái section, một cái ô, và bây giờ ta có thể chọn cái, tức là ví dụ là full width chẳng hạn này, tức là chiều rộng nó sẽ là full width hết. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần kiểu để chúng ta triển khai về cái phần màu sắc nhé. Màu sắc thì các bạn để màu cổ điển này, tức là nó có một màu, hoặc là gradient, hoặc là video, hoặc là ảnh, bạn để chèn vào ví các bạn. Ví dụ như ở đây mình chọn cổ điển chẳng hạn này, và mình muốn chọn làm cái nền nó giống như của anh Kiên Review chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng một cái công cụ để lấy cái mã màu nhé, nó có tên là Just Color Picker. Còn con tắc kè này, bạn chỉ cần lên Google bạn search là download Just Color Picker là bạn thể download thôi. Thì các bạn trỏ đến những cái phần bạn muốn lấy màu nhé, bạn nhấn phím Alt X ở bàn phím thì các bạn thấy này, nó sẽ lấy được cái mã màu ở đây, và các bạn thể copy ở đây, chúng ta đã copy được cái mã màu. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở ra cái này, thì chúng ta có thể chỉnh được cái màu thì bạn sẽ click vào phần này này, bạn paste của bạn ra thì nó sẽ ra cái màu của bạn ở đây nhé. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh ở cái này, bạn sẽ quay trở về đây này. Đó, ở phần này thì bạn sẽ chỉnh, nó sẽ có rất là nhiều những phần ở đây, layout này, thì chiều cao nhé, chúng ta sẽ cho chiều cao nó ra hết màn hình, thì bạn sẽ click đây, bạn sẽ chọn là vừa màn hình. Đó, thì cái chiều cao ra nó sẽ ra vừa một cái màn hình của ta. Đó, rất là tuyệt vời đúng không? Bây giờ chúng ta cần thêm một cái, ví dụ như là bạn cần thêm cái ảnh của bạn vào đây này, thì bạn chỉ cần click vào đây, bạn lấy hình ảnh này, bạn paste ra đây. Rồi và sau đó bạn chọn ảnh, bạn tải lên này. Tải lên hoặc là chọn ảnh từ media này, ví dụ mình có một cái ảnh đây chẳng hạn, mình sẽ lấy cái ảnh này này, mình sẽ chèn vào media đấy, thì nó sẽ ra một cái ảnh vuông của chúng ta ở đây. Thế để làm sao để chúng ta cho cái ảnh này thành hình tròn thì bạn sẽ vào phần kiểu,
và nó có phần độ cong viền này đấy, chỉ ở đây ví dụ mình sẽ cho là 999 đấy, thì bạn này nó đã thành cái hình tròn chúng ta đây rồi đó. Tiếp theo về những cái phần đó chính là độ rộng này, độ rộng của cái hình này thì mình sẽ chỉnh nhé, các bạn sẽ để vào phần pixel đấy nhé, chỉnh được này đó, bạn chỉnh cái độ rộng của bạn sao cho hợp lý, ví dụ như là mình sẽ chỉnh là 138 chẳng hạn này đó, thì nó khá hợp lý rồi đó. Sau đó chúng ta chỉnh xong cái này thì bây giờ chúng ta có thể chuyển về cái chế độ điện thoại nhé, để các bạn xem được, để các bạn xem được thường ấy thì người ta lướt TikTok hay là Instagram thì người ta sẽ sử dụng điện thoại, thì chúng ta sẽ ở đây thiết bị này di động thì bạn sẽ nhìn được là à đấy nó sẽ hiển thị ở đây. Và bây giờ tiếp theo, phần tiếp theo là chúng ta sẽ thêm cái phần tên ở đây, thì các bạn sẽ vào phần header này, các bạn kéo bạn thả sang bên này đó, và bạn sẽ đổi tên, ví dụ mình là Rich Quang rồi. Sau đó là đổi cái màu, mình căn nó ra giữa nhé, và mình đổi màu này, click đây này, màu này thì mình sẽ đổi sang màu đen hoặc là màu trắng tùy, ví dụ mình muốn đổi thành màu trắng là rất là đơn giản thôi đúng không. Tiếp theo là sẽ có những phần nút chẳng hạn này, thì mình muốn thêm những nút vào thì đây nó có phần nút này đó. Các bạn kéo phần nút, kéo vào đây và thả vào đây đó, và bạn căn nó ra giữa đấy, thì chúng ta đã có phần nút này, hoặc là bạn click vào đây nhé, căn lề đều hai bên thì nó sẽ ra đây, chúng ta căn lề đều hai bên sẽ đẹp hơn đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu triển khai những cái nội dung chúng ta thôi, ví dụ như của anh Kiên thì có như là shop này, YouTube này, Facebook này, đến những cái nền tảng cụ thể ở đây, đến những nền tảng cụ thể ở đây. Thì bây giờ các bạn cũng thế thôi, ví dụ như là mình có một cái giới thiệu là mình là ai chẳng hạn này, mình là ai, có thể để dấu hỏi chẳng hạn đó. À, sau đó mình paste cái đường link giới thiệu của mình, là mình ví dụ mình có một phần giới thiệu về cá nhân này, quay trở lại đây này, paste ra này đó. Kích thước thì mình có thể để nó trung bình chẳng hạn này, nó sẽ lớn hơn. Và màu chúng ta muốn đổi màu của cái này nhé, bạn sẽ click vào sang phần bên cạnh này, nó sẽ có phần màu nền này, ví dụ màu nền mình để màu trắng đi, màu màu chữ ở đây này, màu chữ mình sẽ để màu đen rồi đấy. Thì các bạn ở đây đâu, chúng ta đã có một cái đường link rất là chuyên nghiệp đây rồi. À, bây giờ nhé, bạn muốn có link của bạn nó có những cái icon này, icon này đấy, thì bạn có thể click ở phần icon library đó, thì bạn có thể thêm cái của bạn vào đây, ví dụ avatar chẳng hạn, mình muốn làm cái avatar này. Search một số cái nó sẽ không có thì mình ai who hoặc là what question đấy, thì nó có dấu hỏi này đó, thì mình có thể thêm dấu hỏi này vào đây, mình là ai, mình chèn vào này thì nó sẽ có dấu hỏi đây đó, rất là đơn giản đúng không. Tiếp theo bạn muốn làm những cái nút ở dưới này tiếp nhé, thì chúng ta bây giờ chỉ cần click vào đây này, chúng ta nhân đôi nút này đấy, thì nó sẽ ra những nút ở dưới này, nhân đôi này, nhân đôi này, nhân đôi này và nhân đôi đấy, để các bạn này đấy. Và bây giờ các bạn này cần chỉnh sửa từng cái thôi, bạn sẽ click vào đây, click vào đây, và bây giờ mình các bạn ví dụ như đây là website chẳng hạn này, website đó, và chỉnh được icon nhé, click vào đây này, chỉnh icon là web chẳng hạn này, Wix hoặc là web, web không có thì nó sẽ ví dụ là WordPress đây, ví dụ nó có một website này, bạn thì click vào đây chèn thì nó sẽ chèn vào website. Sau đó bạn thay đổi cái link của website này, ví dụ mình muốn mình có một cái website là richardquan.vn này, thì mình sẽ quay trở lại đây và mình paste nó ra đây rồi, website này. Đấy, tiếp theo là các bạn muốn trở về Facebook chẳng hạn, hoặc là YouTube chẳng hạn, YouTube rồi, thì bạn sẽ thay đổi cái đường link YouTube của bạn nhé, và bạn thay đổi cái icon này, icon YouTube nó có icon luôn, bạn search lại YouTube thì nó có YouTube luôn, chèn rồi Facebook này, Facebook, và chúng ta sẽ chèn những đường link cụ thể chúng ta vào thôi, Facebook thì nó có icon Facebook luôn, Facebook rồi. Đấy, bạn ấy có ví dụ như là có những cái quà tặng này, ví dụ như là mình có một cái trang để học online chẳng hạn này, học trực tuyến chẳng hạn này, có người trực tuyến, mình có một website đó chính là daihocbamien.com đây, website về dạy trực tuyến này, thì mình sẽ quay trở lại đây này, mình paste vào đây này đó. Rồi đấy, còn một số cái phần ở dưới các bạn không cần thì các bạn để xóa đi, bạn xóa đi, bạn chỉ cần chuột phải này, xóa này, click rồi này, chuột phải này,
chuột phải này, xóa này, rất dễ thôi. Tiếp theo là các bạn có thể thêm những cái mạng xã hội, nút mạng xã hội nhỏ nhỏ ở bên dưới nhé, ví dụ của anh Kiên review nhé, các bạn sẽ kéo tít xuống dưới này, đấy nó có nhỉ, Facebook này, chat, TikTok, YouTube này. Đó thì chúng ta sẽ quay trở lại đây, chúng ta thêm cái này và chỉ cần search là social, mạng xã hội này, kéo vào đây này, thả vào đây đó, các bạn đã thả vào được rồi đấy. Và có những cái mạng xã hội ở đây các bạn có thể đổi này, đổi icon mạng xã hội này, đổi thành những mạng xã hội khác được hết đó. Ví dụ mạng xã hội này, đây nó có rất nhiều những mạng xã hội chúng ta nhé đó. Ví dụ bạn muốn muốn dùng Vimeo này, chèn vào rồi đó là chúng ta đã đấy, chúng ta đã xong ở phần này đấy, thì bạn thấy có thể chèn được những cái mạng xã hội của bạn vào. Tiếp theo là bạn muốn cái này nó có cái khoảng điện, thì chúng ta sẽ dùng cái khoảng điện này để cho nó ấy ra đây đó, rất là chuyên nghiệp rồi đúng không. Một cái phần nữa là chúng ta có thể chúng ta sẽ chuyển sang những thiết bị khác để chúng ta xem nhé, ví dụ như sang máy tính này. À đây, ví dụ như sang máy tính thì nó sẽ hiển thị nó hơi lệch như vậy này, thì chúng ta có thể click vào đây này, chúng ta vào phần nội dung này và chúng ta chỉnh nó ra giữa, những cái này chúng ta có thể chỉnh ra giữa này rồi đấy. Và các bạn có thể copy này, sao chép nha, có một cái thao tác nhanh là những cái nào các bạn làm rồi các bạn có thể sao chép, sau đó các bạn có thể dán cái kiểu, click về này, dán kiểu thì nó sẽ ra giữa luôn này, nó dán kiểu này, dán kiểu này rồi thì nó sẽ ra giữa luôn đấy. Chúng ta có những cái nền tảng mạng xã hội như này, hoặc là các bạn có thể chỉnh nút nó to lên theo ý các bạn nhé, các bạn để click về đây này, nó có phần đây đấy, chúng ta cho to đùng như thế này cũng được, thì bạn có thể vào phần sao chép và bạn sẽ dán cái kiểu này, dán kiểu này, dán kiểu này, dán kiểu này rồi. Rồi chúng ta đã tạo được một cái trang bio link, sau đó bạn sẽ vào phần cập nhật và bạn có thể vào phần preview để bạn xem được đấy. Thì nhá, đấy nó sẽ có này, và khi bạn xem trên điện thoại này, xem trên điện thoại, xem trên iPad này, xem trên điện thoại này, ví dụ như chọn iPhone X này đấy, ví dụ xem trên điện thoại thì nó sẽ hiển thị như này, nó sẽ khá là đẹp cho chúng ta. Để người dùng TikTok đa số hay là Instagram người ta hay dùng điện thoại ấy, thì người ta để vào những cái nền tảng, bạn có thể kéo những cái traffic hoặc là bạn để làm thiết liên kết với những cái đường link, bạn gắn đường link sản phẩm các bạn vào đây, công việc rất là đơn giản thôi. Và bây giờ bạn để copy đường link này nha, thì đây đây chính là cái đường link của chúng ta này đấy, bạn copy đường link này và bạn sẽ dán lên những cái nền tảng của bạn. Rồi, TikTok này, Instagram này, và ví dụ như bạn muốn chèn được website hoặc là chèn được bất kỳ đâu ở fanpage Facebook hoặc là trang cá nhân Facebook. Ok đấy, thì cái video này rất là ngắn thôi, mình hướng dẫn quả này cách chúng ta tạo cái link bio về thông tin cá nhân chúng ta, thì chúng ta có thể triển khai và sắp xếp trên những nền tảng của chúng ta đấy. Thì cái video này mình xin được kết thúc đây và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo, và các bạn nhớ like và đăng ký kênh nhé, bởi vì mình sẽ trở lại với nhiều video hữu ích hơn nữa. Chào tạm biệt, chúc bạn thành công.